là một cái tình trạng khá là phổ quát ở những bạn tuổi dậy thì. Có nghĩa là dù cha bà em lúc đó không có bắt em đi chơi về sớm, không có gạn hỏi em đứa nào là bạn trai hay gì, dạ, thì vốn cái việc là mình thích đi chơi với bạn mình có một đứa crush, thậm chí vài đứa crush, rồi mình thích những cái chốn hội hè vui vẻ, mình thích, mình được tỏa sáng, đó vẫn là cái câu chuyện lúc đó em vẫn có. Chứ không phải là vì cái sự cấm cản của phụ huynh mà nó kích hoạt cái điều bên này. Có điều là đôi khi phụ huynh trong cái sự không khéo léo của mình nó làm cho các bạn dẫn đến những hành vi chống đối thôi. Dạ. Chứ phụ huynh có dịu dàng đi chăng nữa thì đây cũng là một cái hình ảnh rất là phổ biến của tuổi dậy thì nói chung. Thì nãy giờ mình nói về mình thôi, mình nói về tâm trạng của một đứa con. Lão Phật gia thì sao trong cái sự rời đi của ba em? Tại vì em với ba gắn bó với nhau mười mấy 20 năm, nhưng mà ba với mẹ em thì sẽ dài hơn. Cái đặc thù của cái việc kết nối giữa ba em với mẹ em nó sâu đậm hơn, cái vai trò của họ đối với nhau nó đặc biệt hơn. Thế thì cái sự hụt hẫng mà mẹ có khi mà ba rời đi á, thì em có quan sát thấy không? Em cũng phải tự trách bản thân mình là lúc đó em vô tâm, em chỉ nghĩ tới một bản thân em thôi. Nhưng mà lúc đó là em chỉ nhớ rõ là mẹ em rất là kiên cường, mẹ em không khóc. Và bởi vì mẹ em nói là nếu mà mẹ em khóc nữa thì em sẽ còn bất ổn hơn nữa. Cho nên là mẹ em cố gắng không khóc và cover luôn cái phần của ba. Nhưng mà nói trước là thật sự là ở trước đây á thì ba em vốn dĩ đã không có quản lý chuyện gia đình nhiều như mẹ em. Mẹ em là một cái người mà superwoman, là một cái người gọi là phụ nữ mà quản xiết cả gia đình, từ kinh tế cho tới là làm ăn. Ba em chỉ góp ý cho mẹ em này kia, tại vì mẹ em là quá một người quá wow rồi. Cho nên là em cũng cảm thấy là lúc đó là mẹ rất là vững mọi chuyện, mẹ em vẫn xoay sở được cái cuộc sống, vẫn đủ khả năng để mà làm hậu sự cho ba. Lúc đó là em thật sự là em không biết lúc đó em đang suy nghĩ cái gì mà em lại không quan tâm. Em không biết làm hậu sự bao nhiêu tiền, em không biết là có đất để mà chôn hay không. Em không quan tâm một cái gì hết, bởi vì em nghĩ là luôn luôn có mẹ đứng ra rồi, luôn luôn chuyện mọi chuyện có mẹ em chứ. Lúc đó là em 20 tuổi rồi mà cứ như là một đứa con nít, không biết một cái gì cả. Em cứ quan tâm cảm xúc của bản thân là chừng nào mình mới hết buồn đây, chừng nào mình mới có thể trở lại cuộc sống bình thường đây, như vậy thôi. Tới bây giờ em suy nghĩ lại em mới cảm thấy là mình là một con người quá là vô tâm. Không, thế thì khi mà mình suy nghĩ lại mình thấy mình vô tâm, thì mình nhìn qua lão Phật gia nhà mình thì mình thấy người phụ nữ ấy thực ra có nhột nỗi đau không? Có sự hụt hẫng, có sự trống vắng không? Tới bây giờ thì em mới tâm sự với mẹ nhiều hơn á, thì mới cảm thấy tại sao mẹ mình hay quá, có thể vượt qua những cái này mà hai mươi mấy năm nay mình không có đi quan tâm. Cho nên là em mới nghĩ là thôi bây giờ em sẽ gán làm nhiều hơn để có thể là dẫn mẹ đi đây đi đó, bù đắp lại cho lão Phật gia. Tại vì có thể nhiều khi á, hình ảnh của mẹ là một cái hình ảnh của một nữ cường nhân rồi, của một cái superwoman giống như em nói là wow, mẹ cân được cả thế giới. Nhưng thực ra họ cũng là phụ nữ thôi. Thậm chí là nhiều khi lúc mà ba còn sống á, giữa mẹ với ba nhiều khi cãi nhau mỗi ngày. Ê, cái này có trong gia đình người Hoa. Có. Gia đình người Hoa vui lắm, ngày cãi nhau 8 lần. Gốc Hoa đây. Và nhà chồng chị là người Hoa cho nên vui lắm cái chuyện đó, nó rộn ràng từ sáng đến chiều. Và người phụ nữ họ làm được rất là nhiều việc luôn. Thậm chí là từ buôn bán, đối nội, đối ngoại, chuyện trong nhà ngoài ngõ là một mình làm hết. Nhưng nếu như không có người đàn ông, thực ra dù cho có cái người đàn ông cũng thấy ông cũng không có tham gia bao nhiêu chuyện đâu. Nhưng ông cứ ở đó. Nhưng mà phải có một người nào đó bên mình để động viên, hoặc là người ta tạm yên tâm rằng mình không có cô đơn. Cho nên chị tin rằng là thực ra mẹ em cũng có những cái khoảng trống. Mặc dù là ví dụ như một số clip chị coi thì mẹ vẫn nói không, tao đang khỏe lắm, tao ở một mình khỏe lắm, đừng đừng. Nhưng mà cái sự mất đi một cái người bạn, cái người bạn hôn nhân, nó cũng không phải là câu chuyện dễ dàng gì. Cũng có thể mẹ không muốn nói với em, nhưng chắc chắn là khoảng trống đó nó có. Đúng rồi, tới bây giờ em mới phát hiện là mẹ không có muốn biểu lộ cảm xúc của mình cho em. Chỉ là dạo này là ở nhà đỡ hơn thôi chị Tania, kiểu như là thấy là em bây giờ hoạt động mạng xã hội rồi, được người ta nhận ra, người ta biết tới, rồi mẹ mới mở lòng hơn, chịu quay video, chịu nói về bản thân, thậm chí là chịu lên sóng để mà bày tỏ cái suy nghĩ của mình, cảm giác của mình ở những chương trình khác á. Trước đó thì em đã thấy là mẹ là có một cái sự thay đổi rất là lớn rồi. Ngày xưa mẹ không có như vậy, mẹ lúc nào cũng giấu giếm cảm xúc của mình. Em có nghĩ rằng là nếu như ở những cái năm mà em 13, 14 tuổi á, em rất là áp lực, em rất là khó chịu với ba em, thì trong vai trò một người vợ thì khoảng thời gian đó mẹ em sẽ phải chịu từ hai phía, là từ phía em lẫn ba em. Em trong vai trò một người con cảm thấy rất là áp lực. Và đặc biệt trong gia đình người Hoa, con hư thì mẹ tới công chuyện.
Thì lúc đó em có nghĩ là mẹ em cũng rất áp lực với ba em? Dạ đúng rồi. Cái lúc đó là thật sự là em không có để ý. Nhưng mà bây giờ thì ngồi nói chuyện lại thì em mới biết thật sự lúc đó mẹ em không có khỏe được như bây giờ. Bây giờ là mẹ em kiểu là khỏe nhất, khỏe về tinh thần, thể chất, lẫn sức khỏe luôn. Mà hồi ngày xưa lúc đó là mẹ em là kiểu cực kỳ áp lực, quạo hơn bây giờ. Nhớ lại thì thấy quạo hơn bây giờ bởi vì là họ áp lực quá. Ở lúc đó là cũng bán buôn rồi, bán sỉ nữa. Còn bây giờ là kiểu thôi mẹ em thấy là không có tham được nữa. Tức là không có mình không có tham mà đi bán sỉ rồi nhiều món như ngày xưa được nữa. Bây giờ mình chỉ cần là an nhàn một ngày đủ bán đủ bữa cơm là được rồi, chứ không có tham như ngày xưa. Ngày xưa là có ba em là tư vấn đứng ra nữa, nhiều khi là chị cũng biết là làm ăn này kia, đâu phải một người phụ nữ đứng ra nói chuyện là được. Thường là ba em sẽ nói giùm, hoặc là còn mẹ em thì tính toán đầu óc, còn ba em sẽ là người đàn ông đại diện nói giùm. Còn bây giờ thì em thấy mẹ em là đỡ hơn ngày xưa nhiều. Thực ra khi chị hỏi về mẹ, chị chỉ muốn cho em thấy rằng là còn một người nữa đang rất là cần cái sự thể hiện của mình, cần cái sự đồng hành của mình. Thế thì quay trở lại với nhân vật chính mà mình được muốn kể ngày hôm nay đi, là ba em. Thế thì ở thời điểm hiện tại, cái khoảnh khắc mà mình nhận ra là trời, giá như còn ba, giá như những cái điều này ba được thấy, giá như cái trải nghiệm này mình được làm với ba của mình. Nhưng đó là giá như, bởi vì muốn hay không thì quy luật cuộc đời sinh lão bệnh tử, và chuyện đó nó xảy ra rồi, thì ba đã đi rồi. Thì khi mà mình giá như vậy đó, nhưng mà mình nhận ra là không thể, tại vì ba đi rồi, thì em làm sao để em cân bằng lại cảm xúc của em, và em nghĩ về điều gì để mình tích cực hơn? Mẹ. Em nghĩ tới mẹ, kiểu như là em nghĩ là bây giờ bù đắp lại cho mẹ đi, để cho sau này mình không hối hận. Thế là cái từ em dùng ở đây là hối hận. Em có nghĩ là tại thời điểm đó thực ra mình cũng đâu có thành công như bây giờ, thì cũng không bù đắp được cái gì. Lúc đó thì em nghĩ là chỉ cần nhỏ nhẹ với họ, nghe lời. Sau đó là lúc đó tuy là mình không có đủ kinh tế để mà dẫn họ đi ăn, nhưng mà mình cũng có thể là đi ăn cùng họ. Không cần những món là quá ngon, chỉ cần là cả gia đình cùng đi ăn chung. Thật sự em nghĩ là em muốn có cỗ máy thời gian của Doraemon quay về mà tát cho em một bạt tay. Tỉnh đi, đừng có đi chơi với đám bạn nữa. Tới bây giờ em cũng không có chơi với ai trong đám đó đâu. Kiểu vậy á. Tình bạn nó không có tới bây giờ, không có tới cái mức mà mình phải bỏ gia đình để mà mình đi chơi vậy nè. Nhưng mà nếu như không có cái trải nghiệm mà đi chơi với đám bạn đó, thì em làm sao giác ngộ ra được rằng là không thể nào theo bạn để bỏ gia đình? Mọi chuyện nó xảy ra nó đều có cái lý do của nó hết. Dĩ nhiên là chúng ta được quyền nuối tiếc chứ, chúng ta được quyền giá như. Nhưng mà giá như thôi. Và chị rất là thích cái ý của em. Cái sự giá như này nó không có đơn thuần là việc hưởng vật chất, để rồi người ta nói là tôi chưa có thành công thì tôi không cần phải hối hận. Thực ra chúng ta chỉ cần nhìn lại để coi là cái đối đãi của mình dành cho người lớn nó có đủ ôn hòa hay chưa. Bởi vì cái việc mà mình đối đãi với người lớn một cách ôn hòa cũng là một dạng hiếu đạo rồi, để làm vui lòng nhau và bản thân mình cũng được cảm thấy trọn vẹn với cái tình cảm đó. Thế thì ngày hôm nay khi mà em ngồi đây và em chọn cái lát cắt rất là mỏng này, nhưng mà nó thực sự lung linh, để em kể cho mọi người á, thì cái điều mà em mong muốn được nói với quý vị khán giả là cái gì? Thật sự là em cũng không có phải là một cái người mà trải qua quá nhiều, hay là một cái người gọi là thành công gì đó nha, để mà khuyên giải. Không nha, có nha, cô có sức ảnh hưởng, cô cẩn trọng. Vậy thì sao? Giờ mình sẽ nói gì với những khán giả yêu mến mình, với những bạn theo dõi mình, và với khán giả của Ai Cũng Có Chuyện? Em chỉ hy vọng là, nói chung là phụ huynh hay là những người mà người nhà bên của mình, tức là không cần là phụ huynh đi, nhiều khi là người dì hay là người mà có tình cảm với mình đó, ở với mọi người, ông bà gì cũng, nói chung là cái người mà mình quý trọng sẽ luôn được có sức khỏe. Nói chung là sức khỏe là quan trọng nhất, để họ có thể đồng hành với mình lâu dài. Sau đó là phận làm con như em á, nếu mà còn có ba hoặc còn có mẹ thì tốt nhất là nên nhỏ nhẹ lại với họ nè, rồi dành nhiều thời gian cho họ hơn. Mặc dù biết là ai cũng có cuộc sống riêng, ví dụ như là công việc, bạn bè cũng phải cân bằng, nhưng mà em vẫn mong là mọi người có thể dành nhiều thời gian cho ba mẹ mình hơn, bởi vì là khi mà mình thật sự là bây giờ mình chưa cảm nhận được đâu, khi mà không còn nữa, trời hối hận lắm. Khi mà mình đã làm được một cái gì rồi á, mình muốn cho họ biết cũng không còn có ai để mà chia sẻ. Trời, nhiều khi á là em tưởng tượng thôi nha, em tưởng tượng trời một ngày nằm đó mà không còn mẹ nữa, trời ơi, em không dám suy nghĩ tiếp luôn. Nhưng em rất là sợ, nên em mới là bây giờ có một cái gì, mình có bao nhiêu hay là mình có làm được cái gì á, thì mình cũng cho mẹ mình hưởng thụ rồi
tốt nhất có thể. Nên là đó, em chỉ muốn chia sẻ với mọi người như vậy thôi, là trân trọng để không bị hối hận về sau. Nếu như được khuyên em thì chị sẽ lưu ý em về việc chuẩn bị cho cái gọi là quy luật cuộc đời. Cách để chúng ta trọn vẹn với người thân của mình hiện tại á, đó là việc chúng ta phải chuẩn bị tâm thế để đón nhận những cái về tương lai. Sợ lắm. Sợ vẫn phải chuẩn bị, bởi vì nó là cái mà chúng ta không có, không phải là cái người có thể thao túng. Dĩ nhiên là mình không mong muốn, nhưng giữa cái em muốn với cái em không muốn, chuyện diễn ra buộc phải diễn ra. Dạ đúng rồi. Khi mình chuẩn bị như vậy á, chí ít nó cũng là một cái sự chủ động để mình quý hơn những cái thời khắc hiện tại và mình vững vàng hơn trong tương lai. Ok. Thực ra thì chắc chắn một điều là đời người là hữu hạn. Chúng ta hoàn toàn có những cái cơn thịnh nộ về nhau trong một số những cái trường hợp, trong một số những cái tình huống giao tiếp. Nó đến từ cái tâm tư của người làm cha làm mẹ trong cái việc cảm thấy bất an với hành động của các con. Nó cũng đến từ tâm tính của những người con khi cảm thấy là mình bị trói buộc và quản thúc quá nhiều bởi những người làm cha làm mẹ. Tuy nhiên cuối cùng rồi á, căn bản nhất vẫn là cái tình yêu thương mà hai bên dành cho nhau. Đó là quan hệ cha mẹ và con cái. Và trong nhiều những cái mối quan hệ khác thì nó sẽ là những cái câu chuyện mà ai cũng muốn tốt cho người còn lại, nếu như đó là một dạng chân tình. Vậy thì hãy cố gắng bình tĩnh. Bình tĩnh để mình được sống trọn vẹn trong cái tình cảm đó. Vì như đã nói, tất cả chúng ta đều không đứng trên quy luật. Cái câu chuyện có đó rồi xa đó, ngày hôm nay ở đây nhưng mà ngày mai ở đâu, thì nó là cái câu chuyện của vô thường mà mình không cản lại được. Thế thì khi không cản lại được thì chúng ta trọn vẹn cho từng giây phút hiện tại, để chúng ta không cần phải đối diện với những cái sự hụt hẫng về sau. Hoặc là chí ít dù cho chúng ta đã rời đi rồi, chúng ta cũng không bị day dứt rằng là giá như ngày xưa tôi thay đổi thế này, tôi khác đi một chút. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng ta có một chút cảm giác hối hận, đôi khi nó cũng là chất liệu cần thiết để chúng ta quay ngược trở lại, chúng ta quý những gì mà chúng ta đang có. Đôi khi cái tình cảm gắn bó mà em đang dành cho mẹ nè, em đang dành cho tất cả những người xung quanh em hiện nay, nó chính là cái kết quả của cái việc em ngộ ra rằng là wow, mình đã không có kịp yêu thương ba mình. Vậy thì bây giờ mình không thể bỏ lỡ thêm một người thân nữa. Cho nên là cảm giác hối hận đôi khi nó cũng có giá trị của nó chút đỉnh, nhưng đừng để chúng ta bị trượt dài trong cái cảm xúc hối hận như thế, bằng cách là hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại với những người thân yêu và xứng đáng đối với mình. Còn bây giờ thì cảm ơn câu chuyện của Hiền Khí Dương Dương, như chị nói một cái lát cắt rất là mỏng, bởi vì có thể là mọi người cũng đã nghe rất là nhiều câu chuyện của em rồi, nhưng mà cái lát cắt này, cái cảm xúc về một người ba, nó thực sự lung linh, nó thực sự sáng. Cảm ơn em đã chia sẻ cái cảm xúc đó, không giấu những cái sự xúc động của mình với quý vị khán giả. Và hy vọng là câu chuyện của bạn ấy thực sự là một cái câu chuyện để mọi người cũng có thể giật mình chút đỉnh rồi nhìn lại bản thân của mình, và chúng ta hành động những gì cần phải hành động để cuộc sống của mình nó vui hơn, nó chất lượng hơn và nó đầy đặn hơn. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Chúng ta tạm biệt nhau, chúc quý vị khán giả ngủ ngon để có thể có lại năng lượng thực sự đầy đặn cho ngày mai. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1991 ạ. Quê quán em ở Thái Bình ạ. Sinh năm 91. Em làm kinh doanh tự do ạ. Cụ thể là kinh doanh xe máy cũ ạ. À, là mình kinh doanh ở ngoài quê luôn hay như thế nào? Dạ, em kinh doanh tại quê nhà luôn ạ. À, kinh doanh xe máy cũ. Ở Thái Bình như vậy thì chương trình nếu mà ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình có sắp xếp đi được không? Tại vì em làm tự do cho nên là em có thể sắp xếp được, nhưng em muốn rủ thêm bạn em đi ấy. Và rồi đi một mình thì nó cũng hơi buồn. Rồi ok, nếu mà phải có cái người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo cho mình sắp xếp ha. Dạ. Là hồi giờ mình đã từng vào Sài Gòn chưa? Dạ, em cũng đã từng vào Sài Gòn, nhưng mà em vào thời gian ngắn, nhưng vào nhiều lần ạ. Có nghĩa là rồi, em chưa có thời gian để sinh sống dài trong đấy. Có nghĩa là em chỉ bay tầm 10 ngày là em phải về, lại phải bay về ngoài Bắc này. Rồi ok, bây giờ Quang chia sẻ một xíu về bản thân mình đi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu nè, tài lẻ, sở thích của mình ha. Điểm mạnh của em thì em có thể thích nghi tất cả các môi trường sống, có nghĩa là sống được ở tất cả mọi nơi, em có thể thích hợp tất cả công việc. Em đã trải qua rất nhiều công việc rồi, có thể em có thể nhận diện công việc rất nhanh, học hỏi cũng phải tương đối nhanh. Còn cái điểm yếu của em thì là em hơi nhút nhát, và nhiều khi là không kiểu không thể hiện được trước đám đông ấy, không có tự tin ấy. Tự tin đám đông rồi. Còn gì, trước giờ là mình đã yêu mấy mối tình rồi, hoặc là đã từng lập gia đình gì chưa? Dạ em trước đây thì em cũng có
trải qua hai mối tình. Một mối tình đầu tiên thì vào năm học cấp 3, kéo dài 2 năm. Rồi mối tình thứ hai là cuối năm đại học. Và năm cuối của đại học thì cũng kéo dài hơn năm rồi, do khoảng cách địa lý là hai người tự không nói chuyện với nhau nữa. Khoảng cách địa lý là ở đâu xa vậy? Dạ ở trên Phú Thọ. Ừ, nhưng mà cũng là ở ngoài khu vực miền Bắc mà. Dạ vâng, nhưng mà do công việc của em ở ngoài này, ngày đấy em làm về vấn đề cũng về kinh doanh nhưng chưa phải vấn đề kinh doanh xe máy đâu. Em đi làm công nhân ở gọi là nhân viên văn phòng thôi. Đấy, cho nên là em bận suốt ngày đến cả tối luôn. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn sẽ tìm mẫu bạn gái như thế nào ha? Ngoại hình, tính cách nè, tuổi tác, rồi bạn gái ở đâu thì được. Dạ em muốn tìm bạn gái thì ở gần khu vực em nhất, có thể bán kính khoảng tầm độ 100 km quay đầu. Và vẻ bên ngoài ưa nhìn. Biết đối nội đối ngoại thế thôi. Tuổi bạn gái thì như thế nào em? Bạn gái thì nếu mà được thì ít hơn em 2 đến 4 tuổi ạ. Nhỏ hơn 2 đến 4 tuổi. Vậy là bạn gái mà nãy em nói 100 km quay đầu là phải ở ngoài khu vực quê Thái Bình, cùng quê luôn hả? Cùng quê hoặc khác tỉnh, nhưng mà em giáp danh với mấy tỉnh cơ. Hải tỉnh Phong gì? Mà. Hải Phong này, Nam Định này, Hưng Yên, Hải Dương. Hà Nam, Ninh Bình. À, là những cái tỉnh này thì được đúng không? Dạ vâng ạ. Em còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô gái nữa không? Chịu khó làm ăn thế thôi, em không mong gì hơn. Em có tài lẻ năng khiếu gì không? Ca hát rồi được không? Dạ em cũng gọi là biết hát thôi, gọi là hay đi hát thôi chứ còn, và hay hát tại nhà chứ còn không có tài lẻ gì chị ạ. Rồi hát thử đoạn bài gì mà mình, bài tủ của mình đi. Em thì thôi em hay ngại lắm chị ạ. Trời ơi, ngại phải tự tin lên mới có bạn gái được. Nếu mà những cái người ví dụ như mà người mà em đã từng nói chuyện, đã từng giao lưu với lại quen, khi mà quen rồi thì em nói được, còn mà tự nhiên nói một người mà ví dụ như em với chị ấy thì cái khả năng nói của em nó kém lắm. Tự nhiên em lên sân khấu em cũng gặp vậy đó, lần đầu tiên gặp hết trơn á, mình phải tự chia sẻ ha. Nói chung hôm nay chỉ là cái vòng thứ nhất đầu tiên thôi. Nếu mà mình được chọn thì sẽ vào vòng 2, cũng như là có cái người phù hợp. Tại vì cái tiêu chí của mình đưa ra những cái tỉnh ở ngoài Bắc á, thì chương trình nói luôn là cái số lượng nó không có nhiều. Dạ, cho nên là nếu mà có bạn gái phù hợp thì chương trình mới thông báo và ghép đôi cho mình được ha. Dạ, và ví dụ như ở trong Sài Gòn, bạn ấy sinh sống trong Sài Gòn ấy, mà quê ở ngoài này đều được chị ạ. Rồi ok, thì cái đó là mình nới rộng thêm cái phạm vi ha. Vâng, rồi bạn... em có khả năng đủ khả năng để em ví dụ một tháng em có thể qua vào trong Sài Gòn 1 đến 2 lần. Đủ khả năng. Ok rồi, chị nói thêm cái tiêu chí này của mình rồi. Nếu mà có cô gái nào mà cùng quê ở ngoài Bắc nhưng mà đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn thì cũng là một cái phương án cho mình ha. Dạ. Rồi. Dạ. Ok, cảm ơn Quang nha. Có gì dạ. Đợi thông tin từ chương trình. Dạ vâng, em cảm ơn rồi. Chị. Em cảm ơn chương trình ạ. Mời anh giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Rồi. Rồi anh cứ nhìn thẳng vô camera điện thoại để mình chia sẻ. Xung quanh mình có ai hay sao anh? Tại thấy anh hay nhìn ra ngoài á. Không có ai chứ như vậy. Dạ rồi, vậy thì mình sẽ bắt đầu luôn. Mời anh giới thiệu về mình ạ. Anh tên Mến. Dạ, mình là cái gì Mến ạ? Phạm Nhân Mến. Rồi, anh cứ giới thiệu đi anh. Sinh năm bao nhiêu, quê ở đâu, đang làm gì, thấy thiếu gì, bọn em sẽ hỏi thêm nha. Sinh năm 1989. Quê Hậu Giang. Rồi mình đang làm công việc gì? Tài xế. Tài xế là mình chạy cho mình hay là mình chạy cho ai? Anh nói cụ thể giùm em cái đi. Chạy cho người ta chị ơi. Chạy thời gian như thế nào? Chạy chở cái gì như thế nào? Xe bao nhiêu chỗ? Anh nói cụ thể giúp em nha. Em chạy cần cẩu. Tài xế chạy cần cẩu. Rồi hôm nay mình có chạy không? Không chị, bữa nay không có chạy. Là hiện tại là gia đình mình cũng ở dưới Hậu Giang luôn. Dạ dạ. Rồi
Anh mới nói một xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Là nó sao ta? Điểm yếu là hay nhút nhát. Trước đây mình đã từng tham gia casting gì chưa anh? Chưa chị ơi. Rồi nhát quá vậy sao mà mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình vậy? Lên sân khấu mình có nói được không? Bởi vì nãy giờ nói chuyện điện thoại không muốn rung rồi nè chứ. Phải tự tin bạn mình lên, tại vì lên sân khấu là mình nói chuyện với bạn gái đó. Chắc lên đó uống một hai lon bia được không ta? Chứ đâu bớt rung. Dạ không được nha anh. Vậy hả? Rồi hỏi tiếp đi vậy. Rồi bây giờ anh chia sẻ về cái chuyện tình trường của mình đi. Mình đã từng trải qua mấy mối tình hay đã từng lập gia đình gì chưa? Ba mối tình rồi. Rồi ok, anh chia sẻ đi, mối tình nào quen lâu nhất làm sao mà mình chia tay? À, tại không hợp nhau, mối tình đầu tiên ở Sài Gòn. Để em nhớ lại ngay. Hình như 8 năm á. Quen 8 năm cũng lâu á, sao mà lại không hợp? Không hợp cái điểm gì? Tại đi làm hoài không ở nhà. Ít có về nhà lắm. Là hồi trước là mình làm ở Sài Gòn rồi bạn gái ở dưới quê hay sao anh? Hồi đó em làm ở vòng vòng miền Tây, bạn gái ở Sài Gòn. Rồi một mối tình 8 năm đó. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Rồi sau này có vợ. Là mối tình thứ hai. Alo alo. Dạ rồi, hồi nãy nó hơi rớt mạng vậy thì mối tình gần đây nhất thì mình quen như thế nào? Thì cũng đi làm gì là chị người quen. Rồi bây giờ anh chia sẻ về mẫu người bạn gái mong muốn đi. Vừa hiền mà vừa giỏi là được rồi. Rồi tuổi tác vùng miền ở đâu thì được anh? Ở miền Tây đi. Dạ rồi. Bạn gái chưa từng lập gia đình hay là đã từng lập gia đình thì có được không? Được. Đã từng lập gia đình cũng được. Rồi, ok. Còn yêu cầu gì đặc biệt ở người bạn gái này nữa không anh? Không chị ơi, có bạn gái thì mừng rồi, khỏi cần cái gì hết. Dạ rồi. Nói chung hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà mình được chọn vào vòng 2 thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết. Nhưng mà em thấy là trong cái quá trình casting đó thì anh cũng chưa có thật sự là nghiêm túc với chương trình lắm á. Tại Thì đang ngày đó chị ơi. dạ, thì em đang 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 cảm thấy là như vậy. Còn nếu như mà anh được chọn á thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết nha. Tại Dạ. vì cái này chỉ là cái vòng cast đầu tiên và cast rất là nhiều người, sau đó mới chọn những cái người thật sự là nghiêm túc, thật sự là mong muốn tham gia chương trình thì chương trình mới chọn vào vòng 2 để mà tìm một cái cô gái phù hợp cho mình nha. Tại em hay diễn hài lắm. Dạ rồi, ok, cảm ơn anh nha. Có gì anh đợi thông tin từ chương trình ạ. À. Mình cast xong rồi anh có thể bấm nút đỏ thoát cuộc gọi giúp tụi em nha. Rồi rồi. Chia sẻ nhanh thôi, tại vì ở đây thì sẽ xem cái cách mình nói chuyện như thế nào á, có tự tin chủ động hay không nha. Rồi mời em giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Tên là Phùng Ngọc Anh, em ở Hà Nội. Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 97 ạ. Ôi, ở Hà Nội. Vậy thì là em đăng ký chương trình như vậy thì là có sắp xếp vào trong thành phố Hồ Chí Minh ghi hình nếu có người phù hợp không? Vâng ạ. Là có thể vào Sài Gòn được hả? Hồi giờ có vào Sài Gòn Em chưa đi vào trong đấy bao giờ ạ. không? Em đang làm gì ở ngoài Hà Nội? Em đi làm ở bên công ty thợ mộc. Làm công ty thợ mộc. Rồi, em là đang ở cùng với gia đình hay là quê, là em là ở đâu? Em ở quê ạ. Quê em ở đâu em? Quê em ở Tần Lĩnh Ba Vì, Hà Nội. Rồi, mình chủ động mình chia sẻ, đừng có đợi chị hỏi rồi mới nói nha. Bây giờ Ngọc Anh chia Vâng. sẻ cho Thủy thử coi là điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì. Dạ. Điểm mạnh của em biết chăm lo cho gia đình. Hai vì nhà em bây giờ còn có hai mẹ con thôi ạ. Là em đang ở chung với mẹ hả? Vâng ạ. Rồi. Còn gì nữa không? Điểm yếu là gì? Cứ nói hết đi em, thấy thiếu gì chị sẽ chia sẻ. Vâng ạ, em hết rồi chị ạ.
Rồi trước giờ tình trường em quen mấy người rồi? Em thì quen một mối tình cách đây khoảng 4 năm rồi ạ. Rồi mối tình đó quen bao lâu sao chia tay? Họ không đồng ý nên là mình em chia tay ạ. Cái gì ai không đồng ý em? Vì họ không đồng ý ạ. Là quen bao lâu? Em quen được 3 năm rồi ạ. Quen 3 năm mà gia đình bạn gái không đồng ý hay là bạn gái không đồng ý quen tiếp hay là như thế nào á? Về gia đình nhà bạn gái ạ. Rồi, bây giờ em chia sẻ về hình mẫu em mong muốn đi. Dạ, em thì muốn là người dịu dàng nết na, biết chăm lo cho gia đình là được chị ạ. Rồi bạn gái ở đâu thì được? Ở ngoài Hà Nội đấy chị ạ. Là chỉ quen bạn gái Hà Nội thôi. Mà em là đang ở Hà Nội vậy thì ở ngoài đấy em không gặp được ai hay sao mà phải vào chương trình rồi đi xa như vậy rồi cũng mong muốn tìm bạn gái ở Hà Nội thôi. Thích vào chương trình hơn chị ạ. Vào chương trình cái tiêu chí được chọn nó khá là khó để lên truyền hình tại vì mình phải tự tin chủ động chia sẻ. Nãy giờ chị thấy em là chưa có chủ động lắm. Em cũng nói chị ạ. Vâng ạ. Rồi bạn gái ở Hà Nội rồi còn yêu cầu gì về bạn gái nữa không em? Dạ. Em không ạ. Rồi ok, nếu mà em được chọn á thì chương trình sẽ thông báo cho em biết ha, tại vì ở đây chỉ là cái vòng đầu tiên thôi. Vâng ạ. Nếu mà mình được chọn vào vòng 2 thì chương trình sẽ thông báo để mình biết và mình sắp xếp những cái lần sau mình tham gia nha. Vâng ạ. Rồi cảm ơn em, mình casting xong rồi đó em. Vâng ạ.